đây nhiêu con? 300 điểm. Wow. Nhớ nghe nó trả tiền chắc rồi tặng ship quá. Ừ. Tiễn con ra cắt thùng bông lấy bó bb ra cho. Đây. Có dao đó. Nghĩ là nhiều rồi đó. Có điểm nữa ở đây. Ừ. Cái vàng gọi là gì nãy quên chị? Quỳnh Anh. Thạch thảo. Cúc. Bông hồng. Sao lên nó chỗ lỗi, nó phải mắt mà nó chỗ lỗi à. Ờ, nó không có đẹp, phải không? Nó không có lá. Nó không có cái gì hiệu điệu. Mình lấy cái này nó có lá, vừa có lá, vừa có bông nó mới đẹp. Mình bó tròn rồi ha. Mấy cái đám viên tre rồi á. Ừ. Không phải cắm vô nó không có lá, nhìn nó chỗ lỗi nó đâu có lá đúng gì đâu. Còn bây giờ cắm bông tặng rồi ta chịu mấy kiểu mọc mọc. Ừ. Cái bông hồng. Xong rồi, vậy là xong rồi. Xong rồi đó. Cơm ạ. À? Gì? Ừ. Hấp xuống. Không đi đi nè, đi giao bông xuống trước tướng Anh ăn cơm luôn coi. Với ủng hộ luôn. Không nhỏ hay hả? Không nhỏ. Đâu? Hàng Lê Dung đặt mà đi. Thôi, đúng như Lê Dung rồi. Cà thử rồi. Chắc hồi nãy mà đó. Bây giờ có thạch thảo của năm cho con. Đi về đây, để cầm đây. Đây, bây giờ mình lại mua kem đi. Chậu gì là nhiêu chị? Đâu mấy ta? Ai mua kem cho mẹ. Mình lấy mua mình khử. Đi để theo nậu vô đi. Mua về tan hết đi theo nậu lựa nậu không biết. Đây, ủa mình được chọn bông hả chị? Ừ. Đợi gì nữa thì luôn mình ăn luôn. Đây, ở đây hồi bà Năm mua cho con. Bà đi dắt, bà dắt cháu nội bà về đây, còn cháu ngoại rồi bỏ lại đây. Chọn bông rồi mới tính tiền hay sao cô? Nếu con lấy bông hồng thì bông hồng, còn con đặt thì cháu tiền con phải chọn. Dạ. Đi đi là nậu được mua kem này. Mua kem. Trăm ngàn cũng được. Chị đậu đợi chứ chiều hai chạy xe vô hai gước. Chiều hai gước. Chị đậu đợi con chẳng cho hai anh em 20 ngàn. Đi về chị đậu đợi. Nam ơi cho mẹ hai bó cát tường Nam ơi. Thiệt. Chú Nguyên thử. Cát tường qua đây phòng đi. Nguyên qua phòng đi kìa. Cát tường đó con. Cái bè ngoài kia. Không đúng cái này. Đó, ngày đó có quán nhậu gì ngoài chỗ cái khu quẹo vừa qua thị trấn nha. Cắm đổ món đó chị. Trời ơi, bả đi xe cắt đó là bán đó. Đó, sao chị đó sao? Hỏi bọn mày mướn nó đó là gì? Chỗ nào đó? Chỗ gần qua xứ, chỗ khu vui chơi. Nguyễn ở nhà biết bên trái rộng vinh. Bữa thấy để sếp qua cẩm mà tự qua mướn chỗ đó chứ. Sếp qua hồng cẩm hả? Ừ. Đó là mấy cái người mà người ta ấy là bà cảm thấy trang trí á. Ừ. Vậy đó bà cụ kìa. Cái gì? Hả? Dây này đây hả? Dây này cái chùm dây này nè. Cái chùm dây này là 50 ngàn nè, còn cái chùm này là đâu đưa con Nguyên không? Cái này là 35 ngàn bỏ chùm đó. Ok rồi đây. Ok tay. Cái vỏ nó đang chai bán bông tiếp. Không có. Trời có bông chai không đó. Trời ơi, đứng chai cắm đẹp lắm luôn. Rồi bả lên làm nguyên cái đám cưới bên nhà của bà chị còn chai cắm đó. Đẹp lắm mẹ ơi. Có bả mình anh nữ là mấy thằng trai kia làm. Đúng không? Đợt này đám hỏi gì, thằng trai bả không biết bả có kêu ăn không? Đúng không? Trên cái tàu chở. Gông cho chó này chụp nhau. À? Cái này nè, một cái đây là 35 ngàn nguyên cặp thì là 70 đó. Trời ơi, đó là hai cộng đó. Để nữa bắt mối cô dạo quá. Dạo à, quá hồi đang hỏi đó. Cô bà ngăn bà cũng nói vừa mấy. Chỉ có số điện thoại bà mà điện hỏi. Thôi để ta kêu mình không chờ. Ừ, ta kêu ha. Khách quá trời. Điện thoại hơi kỳ. Hỏi rồi thì tăng khách mình không chờ. Mình hỏi là biết ha. Thôi phẩm làm nhà cô dạo quá. 60-70 bàn. Tại bà này đã gọi bà làm đám cưới cho nhỏ gái rồi. Được rồi, đám cưới là ông mà quên nó hỏi rồi đàn trai đi qua đàn gái rồi. Không hỏi nhà trai người ta đâu có làm. Ờ, phải rồi. Rồi. Bà
chuẩn bị mâm bàn ta đi làm gái của mình. Cái dao đâu vàng được, cái dao đâu có vàng. Cái này vô nó với má nghĩa. Cái đầu đó, nó gì nó được không? Con này cái đó. Xe nó giật cái con muốn té xe luôn. Bà nó không nấu với má nó. Được rồi đó. Đây bà đó. Vừa nói bà nó giật cái đầu. Cái xe nó giật cái ống nữa. Thấy chưa? Ai vậy? Ai vậy? Đẹp quá. Không phải chở ngoài vậy xong quay không phải rồi đâu đâu ngủ. Trong đầu bấm cái là suy nghĩ ra liền. Cái bà này bắt đầu bà nói gì nè, con nhỏ này nó cắm bông sao nó không có đo đo gì. Đo tao bấm đang nhanh. Đo bằng con mắt rồi. Ta cắt là tao biết nó bao nhiêu thước cắt hết trơn rồi. Quen rồi. Kinh nghiệm quen mà. Gớt, uổng gãy cái bông. Em mua bông về rồi nâng niu từng cây đây, bông bắn mỗi thảy cành cành. Rồi giờ gớt mỗi thấy bông mỗi thảy anh không có tên sẵn trơn à, ngân hàng Lê Dung. Có tên sẵn trơn à. Sáng nhịn đói. Để chừa đi như cơm luôn. Cơm luôn mà nó vừa giảm cân mà. Thiếu một cái. Mà nó vừa đi, thiếu cái gì? Bên đây 4 cái bông, để nhìn bên đó có 3 cái bông rồi. Lớp màu ở ngoài nữa. Nơi qua dàn ơi, nơi với chị Thông qua dàn ơi. Im làm mà có người chạy giặt là khỏe. Trời ơi, chạy giặt mà chạy không đúng ý là một con chết rồi. Chạy giặt chứ làm hồi thiếu nãy kia bực bội. Chạy giặt mà đêm qua không đúng ý ngồi còn nóng máu hơn. Nóng máu tự đi lấy. Ừ, màu nãy nổi luôn. Ngừng sao rồi, ngừng sao lấy tấm giấy gan vậy? Như ốm cao. Ốm cao, lấy giấy này thường lùi. Hàng chi ấy, hàng chi đây thường lùi. Hàng chi hoặc đây thường lùi. Ủa nói xăm dặn chân trời. Cháo hồi mà cháo ra làm tiếng luôn đó hả sao? lính vô bà cầm. Lính vô bà cầm. Tiêu chuẩn tiện lính khó không? Không, lính nào giỏi được hả? Ai thích vô được hả? Lúc nào không nhận được. Làm. Là chịu làm nào la không dặn được nào nói được trời đi học nghề mà dặn ra thôi người đó quá dở học chút đời không thành công. Trời ơi vẫn chơi hoài có đứa nói tới cái mặt là buồn chứ nó chơi biết nó thiệt hay sợ thứ đó đi học nghề cái tâm niệm đầu tiên là không được dặn sợ nhất là thứ mà nó chơi không biết nó thiệt hay có thể chuyển cọ thì chút nó mới được. Nó học nghề vậy đó. Cho nó học nghề luôn. Học nghề, học mấy tiếng hồ. Bữa nay nhà nó cấm được cái bông nha, mua cái bông được không? Được không? Được không? Để tôi mở hình cho bà coi tôi có luôn.
một nơi lên. Trời trời biết mà không thấy cái chỗ mà lấy cái nơi nữa. Rồi vàng cho chuẩn bị kim tuyến vàng ơi, với nước vàng ơi. Sát cuộc là cái con thịt phun lên. Phun lên. Nè, rồi con soạn bọc qua đây. Để bọc không còn hay để ngoài con? Để ngoài ha. Rồi con đưa cho con xịt cho nước đi nha. Nước này, xịt nước. Cho nó còn. Xịt nước, chìm tiếng nó mới dính. Đổi ý mà. Miếng nước nữa đi bọc, miếng nước nữa, miếng chìm tiếng này cho nó sáng. Chưa suy nghĩ. Nhiều cho mấy cái bông hoa đỏ đỏ. Rồi. Rồi xong một bó bông hoàn thành, quá đẹp luôn. Sản phẩm đã thành và chuẩn bị đi giao bông đây. Này là 300.000 nha các bạn. Wow. 8 tháng 3. Tự mình đi mua bông tận mình nha các bạn.